Xin chào anh em, giới thiệu với anh em cây lắc xít cao cấp, chất lượng tốt mà giá rất là rẻ nha anh em nha. Đây là cây Yamaha CG170SA. Thường thì series này được bán với giá là 5,5 triệu, 6 triệu gì đó nha anh em nha, có khi hơn. Tùy theo độ đẹp, tùy chất lượng của cây đàn nha anh em. Cây đàn này nó đẹp, chất lượng nó tốt mà nó thanh lý giá rẻ vì nó có một vết rạn ở đây nha anh em nha. Nó rạn ở lớp sơn ở ngoài nha anh em, không bể vỡ, không hư hỏng nha anh em. Thì thường đàn bên mình bán có bất cứ vấn đề gì mình đều báo với anh em, và cái vấn đề đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá của cây đàn nha anh em nha. Cây đàn này nó bị rạn một đường ở đây. Đây nè. Còn lại là nó đẹp nha anh em. Lưng thì nó hơi ố. Ố này thì mình cũng đã nói với anh em á, thì nói cái kiểu giống như là quần áo nó bị bạc màu vậy thôi nha, chứ không ảnh hưởng gì hết nha anh em, không hư hỏng gì hết nha. Còn lại là đẹp hết. Khóa nè, khóa đẹp như mới luôn anh em thấy không? Đó, ngon lành nha. Đây. Rồi, mình sẽ quay gần, mình test gần phím để anh em nghe nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi, ngoại hình đây nha anh em. Tớp, xước nhỏ nhỏ đây nha anh em. Xước nhỏ nhỏ đây. Còn lại là đẹp nha anh em. Đẹp hết nè. Đó. Này, bụi. Đẹp, mặt tớp đẹp đúng không? Anh em thấy là cái vết rạn mình nói với anh em nè. Đó. Nó nhỏ xíu vậy thôi nha anh em nha. Đàn mình vẫn bảo hành bình thường nha. Đó, anh em yên tâm mà sử dụng, chả có vấn đề gì với đàn, nó chỉ là cái thẩm mỹ nó hơi xấu thôi, cho nên mình thanh lý giá rẻ cho anh em liền. Cần thì cái anh này chắc cũng cao thủ rồi, anh nhấn nhá quá cho nên cần cũng hơi cũ nha anh em nha. Đó, khóa là đẹp nè, khóa đẹp nè, lưng đàn đẹp nè. Đó, vân gỗ thì thôi rồi, quá trời đẹp luôn anh em. Này cẩm nha, vân gỗ rất là đẹp luôn anh em thấy không? Đó, vân gỗ rất là đẹp, lưng đẹp, ngon lành nha anh em nha. Rồi, thanh lý giá rẻ cho anh em, đàn mình bán chỉ có 3 triệu đồng thôi anh em. 3 triệu đồng, rẻ một nửa so với giá thị trường luôn rồi. Lắc xít này, action thì là thấp hơn chuẩn nhiều nha anh em nha. Anh em mình chơi sẽ êm tay hơn nhiều nha. Thấp hơn chuẩn nhiều luôn nè anh em, dây 6 nè. Đó, quá trời thấp. Test cần phím cho anh em coi. Phím ngon lành hết nha anh em, không rè tét, không rè tét, không bỏ phím nào hết, ngon lành hết. Cần phím bây giờ mình sẽ rải hợp âm, mình test vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm của nó nha. Âm nó rất là ấm, tiếng rất là dày nha anh em nha. Từ vì series này cũng là series cao của Yamaha, series rất là cao của Yamaha nha anh em. Bình thường anh em mua cái đàn này khoảng tầm 5,5 đến 6 triệu nha anh em. Đàn này nó bị rạn một vết nhỏ như mình quay cho anh em coi đó, cho nên mình thanh lý giá rẻ, giá tốt cho anh em luôn nha. Chỉ có 3 triệu thôi nha anh em. 3 triệu kèm bao bảo hành đàn 1 năm và hỗ trợ anh em suốt quá trình anh em sử dụng đàn luôn nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều nha.